Gốm nhà Tô Kỳ xin mến chào quý anh chị và anh chị thân mến. Hôm nay sẽ là một siêu phẩm Satsuma gốm nhà Tô Kỳ gửi tới anh chị mình. Đó là một chiếc bình mang tên gọi là Bách Hoa Thi Sĩ. Và giờ đây thì mời anh chị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp xung quanh tứ diện của chiếc bình Bách Hoa Thi Sĩ này nhá. Cả nhà, đây là một chiếc bình thuộc dòng gốm sứ Satsuma. Trên bình thì sẽ vẽ rất là nhiều hoa văn được vẽ tay toàn bộ. Và hơn nữa có các khung cảnh, có các vị thi sĩ và những đường nét thư pháp được thể hiện ở trên phía bình nha cả nhà. Có các tiểu cảnh nhỏ ở đây. Thì giờ đây mời mọi người cùng nhìn và ngắm nghía em ấy một cách từ từ và từng chi tiết một nha cả nhà. Đây cả nhà, mình có thể nhìn thấy những khung cảnh, những người và hoa được vẽ rất là nhiều khung cảnh luôn. Hơn nữa đây là một chiếc bình 4 núm nha. Cổ vàng và núm vàng vô cùng đẹp cả nhà. Đây một chiếc bình vô cùng xưa rồi, sâu tuổi dòng Satsuma nha, gọi là chuồn cổ cho anh chị mình chơi và sử dụng luôn cả nhà. Trưng bày tại nhà thì phải nói là sáng một góc nhà luôn. Thì đầu tiên em xin đi đến phần kích thước của con bình này như sau. Chiếc bình này thì có kích thước sẽ là một kích thước rất là cao nha cả nhà. Để em sẽ đưa ngang vào cho anh chị mình có thể nhìn này. Sẽ là tầm 36cm nha cả nhà. Chị thấy đúng không? 36cm đấy. Một chiều cao rất là lớn rồi. 36. Và tiếp đến là sẽ là vòng bụng nha cả nhà. Thì vòng bụng sẽ là bao nhiêu đây? Chờ em tí xíu luôn. Vòng bụng của chiếc bình Bách Hoa này sẽ là 97 phân. 97 nha, một chiếc bình cái cổ này cao nữa này cả nhà. Vô cùng đẹp luôn. Thì giờ đây em Toki sẽ đưa sát cận cảnh để cả nhà có thể xem chi tiết từng cái nét vẽ ở đây nha cả nhà. Mà những người họa sĩ đã thể hiện lên cái bình gốm sứ này, những cái nét vẽ mà để lại cho đời nhiều sản phẩm đẹp đây. Thì đây cả nhà ơi, những cái nét này nhá, anh chị sờ ở trên đây nhá, sẽ thấy cái sự cộm lên của vẽ men và vẽ vàng nhá cả nhà. Hơn nữa là đây, mời anh chị xem cái phần cổ này cả nhà. Đây cả nhà, nói chung bình này thì rất là sâu tuổi rồi nên là những cái nét vẽ vàng ở đây á, thì nó sẽ có một chút oxy hóa, không phải mờ nha cả nhà, kiểu như là nó bị xuống màu một tí xíu thôi. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà dùng khăn lau thì có thể lau được ấy cả nhà. Nhưng mà cái vàng, vì cái vàng này rất là dày lắm luôn ấy, người ta gọi như là kiểu là đắp vàng lên trên luôn ấy, kiểu vậy á cả nhà. Em nhìn thấy cái lớp vàng vô cùng dày nhá. Rồi, đây cả nhà, em sẽ cho cả nhà xem chi tiết tường tận. Đây là phần cổ này, phần bốn núm tứ trụ nha cả nhà. Tiếp tới là phần thân bình này. Thì thân bình thì sẽ được vẽ rất là nhiều tiểu cảnh nhỏ luôn nha cả nhà. Thì đây, những vị thi sĩ đang ngồi ở các khung cảnh đây cả nhà. Vô cùng đẹp những nét vẽ này luôn. Có thể là đây là những tích về những cái người thi sĩ này. Và dĩ nhiên là mình đọc chưa có hiểu được, nhưng mà mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp nha. Và ẩn chứa bên phía dưới cái lớp nền đó là bách hoa được vẽ vô cùng nhiều. Một chiếc bình phải nói là chất chơi cho anh chị mình. Và đặc biệt ở phía bên dưới đó chính là cốt men rạn. Và đúng chuẩn truyện ký Satsuma cho anh chị mình luôn nha. Cốt men rạn này cả nhà. Một chiếc bình men rạn hàng sâu tuổi đây. Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng nha. Phía trên cổ bình này, độ lành tích là 100% cho anh chị mình chơi sở hữu. Và anh chị ơi, đừng chần chờ và ngần ngại chi nữa, mà hãy liên hệ ngay với em gốm Nhật Toki qua hai hình thức nhé. Một là Facebook gốm Nhật Toki, và hai là số điện thoại Zalo, để có thể cùng em chia sẻ cũng như là giao lưu cái niềm đam mê gốm sứ và lan tỏa cái niềm đam mê gốm sứ đến với tất cả mọi người nhé cả nhà. Một lần nữa thì anh chị yêu thương có thể cho em xin cái nút like và nút đăng ký để động viên em giới thiệu cho cả nhà nhiều sản phẩm mới hơn nữa, đẹp hơn nữa nhé cả nhà. Một lần nữa thì gốm Nhật Toki xin cảm ơn anh chị rất là nhiều, và hẹn gặp lại anh chị trong những sản phẩm tiếp theo của kênh gốm Nhật Toki.